Thuốc Cavedilo hoạt động chủ yếu bằng cách làm giãn mạch máu, làm giảm sức cản mạch máu ngoại biên. Ngoài ra, thuốc còn có tác dụng chặn kinh canxi nhẹ. Điều này giúp điều chỉnh và cải thiện bệnh lý tim mạch, làm giảm các triệu chứng của suy tim và duy trì sự cân bằng trong cơ thể. Chào mừng bạn đến với Thuốc Tây TV, kênh chia sẻ thông tin về thuốc. Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về thuốc Cavedilo, một thuốc được sử dụng trong điều trị bệnh tim mạch. Davidilol là một loại thuốc hỗn hợp có tác dụng không chọn lọc chặn các thụ thể beta adrenergic và chọn lọc chặn các thụ thể alpha 1 adrenergic Thuốc Davidilol hoạt động chủ yếu bằng cách làm giãn mạch máu, làm giảm sức cản mạch máu ngoại biên. Ngoài ra, thuốc còn có tác dụng chặn kinh canxi nhẹ. Điều này giúp điều chỉnh và cải thiện bệnh lý tim mạch, làm giảm các triệu chứng của suy tim và duy trì sự cân bằng trong cơ thể. Davidilol được chỉ định để điều trị suy tim, điều trị cao huyết áp và cơn đau thắt ngực. Thuốc có thể được sử dụng đơn độc hoặc kết hợp với các loại thuốc điều trị khác nó không chỉ giúp hạ thấp tỷ lệ tử vong và số lần nhập viện do bệnh lý tim mạch mà còn làm cải thiện cảm giác khỏe khoắn của bệnh nhân và làm chậm tiến triển của bệnh đối với liều dùng khuyến nghị sử dụng liều duy nhất mỗi ngày đối với người lớn liều khuyến cáo bắt đầu điều trị là 12.5 mg mỗi ngày một lần trong hai ngày đầu sau đó có thể dùng 25 mg mỗi ngày một lần và tăng liều nếu cần thiết đối với người già liều khuyến cáo bắt đầu điều trị là 12.5 mg mỗi ngày một lần và tăng dần liều theo sự giám sát của bác sĩ tuy nhiên trước khi sử dụng cavedilor Hãy luôn tham khảo ý kiến và hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình điều trị. Hãy tuân thủ đúng liều lượng và chỉ dùng thuốc theo đúng hướng dẫn của chuyên gia y tế. Tóm lại, thuốc Cavenilol là một phương pháp điều trị hiệu quả cho các bệnh tim mạch như suy tim, cao huyết áp và cơn đau thắt ngực. Tuy nhiên, trước khi sử dụng thuốc, hãy luôn tham khảo ý kiến của bác sĩ và tuân thủ đúng liều dùng. Trên đây là những thông tin cơ bản về công dụng, liều dùng và cách dùng của thuốc Cavenilol. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy tham khảo ý kiến từ bác sĩ hoặc nhà thuốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nếu thấy hay thì đừng ngại chia sẻ cho mọi người cùng biết kênh thuốc ttv xin kính chào và hẹn gặp lại